giảm dần chị gái, cực đỉnh luôn. Thịt dây hai bên ta giường. Thấy YouTube lâu cũng rồi bây giờ mới ăn được. Xin chào các cô chú anh chị nha. Bây giờ mình đang đi vô phố ẩm thực Hồ Thị Kỷ. Nồng quá. Thịt xuyên nướng Thái ngon. Tôm hùm. Vô đây mình không biết quay gì luôn. Nhiều đồ ăn quá. Quá nhiều đồ ăn. Sao điên mạch gì không ăn gì hết, đói bụng quá trời. Giờ đi một lần xong rồi coi ăn gì. Không biết ăn gì. Bây giờ mình ăn đồ nướng. Đúng rồi. Xong rồi ăn khoai lâu. Đúng rồi. Xong rồi ăn kem dừa. Ừ. Đi. Đi. Đây. Ở hứa ăn miếng thôi. Ừ. Ăn quán này bình thường. Chút lan, chút lên. Đi đi. Hội chiến. Ồ gái à. Khoai lâu á, đúng rồi. Khoai lâu chưa ăn lần nào. Ăn thử. Chưa ăn lần nào. Ăn. Ăn đồ nướng trước đi Ngân. Đâu có em nào chạy được bắt lại được chưa? Chúc Lan, Chúc Linh hả? Chúc Linh đúng rồi anh trai. Ủa, ca sĩ Mỹ thiệt hả? Không, em không phải là ca sĩ, em bán xiên nướng à. Tưởng là hai chị em. Không có hai. Em là chỉ xiên nướng thôi, chứ em không phải là ca sĩ, em chỉ là bán xiên nướng. Tưởng ca sĩ, Chúc Lan, Chúc Linh chưa? Em đi anh trai. Dạ, vô rồi đó. Dạ, sư mẫu, dạ. Sư mẫu hả? Sư mẫu. Dạ, dạ rồi, cảm ơn. Rồi. Con đi hai người hả tụi con? Dạ. Ok, chị tiếp bài. Đi chợ đi. Hai người cái đó tình trang nha bà ngoại, bà nội.
con gái con nghe là gì nè, cái này 15k nè con, 30 cái này 15k có tất cả 10 cho con mượn lại cái tờ giấy thôi. Lý Hào luôn chưa chưa chị, chị cứ gắt lên đi rồi mình báo giá ở đây, bán giá bình dân em. Rồi bao nhiêu? Xong chưa? Em lựa cho mình 50 em. 50 đến 50. Mấy người người đẹp ơi. Có phải lấu lên kia ngon không ta? Có một cây thôi. Bỏ thứ một cây thôi. Ngoài hai nhiêu nói đi gì lấy thôi. Đúng rồi, 70, 80, 90, 100, 40 phải không em? 102, 104, 50 đến 40 luôn, 165. Lấy 2 cây nữa đi em, cho chẳng cho dễ tính tiền. Cây cây phái đây nè, cho nó đi 100 nha. 165, 180, 180 tên gì gia đình? Nó cầm luôn. Để chạy ra nó nè. Vô ngồi đi coi. Lấy đồ đi, vô lấy đồ đi. 1.800 phải dành nha, 180 phải dành. Bỏ lại 302. Vô đi. Không nướng đâu. Ok đây nè bé. Ngon nha. Tổng cộng 180.000 nha. Rồi 302. Rồi, rồi cảm ơn. Giờ nướng phải không? Chế biến phải không? Đúng rồi. Hai gà thôi. Phải lấu bên kia ngon không? Uống gì không? Uống gì? Uống gì nhiều nước á? Nước ép là nhiều nước nhất. Hả? Nước ép. Chỉ ép gì? Nước với đá thôi. Không biết nha. Không biết sợ nó được quá. Trà trái cây. Rồi cũng được. Rồi. Lát phong mai phải không? Dạ. Mới gọi em phải không? Chị nằm giá 10k là con. Giá kẻ bình dân ha. Dạ. Đúng không? Sao cũng tin nè. Để vô. Đúng không? Mấy người với em thôi. Xúc xích phong mai kéo sợi. Ủa xe này sao có mình em làm vậy? Ồ có người phụ tưởng một mình làm sao kìa. Đúng rồi mình làm kìa. Đúng rồi không kịp được đâu. Bên đồ nướng á con. Dạ dạ. Thấy YouTube lâu cũng rồi giờ mới ăn được. Đây các loại thuốc kìa. Chị bốn mà. Anh em đây em mua gì em? Còn cái ly nhìn hấp dẫn ha. Ngon mà. Ừ. Ngon không? Sài Gòn ơi. Sài Gòn. Sài Gòn ơi, check in không à? Ờ. Mấy mày uống gì? Mày uống cái gì? Mày gọi là uống gì? Nước mía à? Trứng cút nước. Đây. Ăn thôi. Kho tay lắc. Rồi ăn
nóng chưa? Ăn nóng chưa? Ăn thử cho review coi được không? Lấy này có ngon lạ lạ hả? Nó lạ. Ăn cho biết mà nó lạ lạ thôi. Ăn thử coi. Đây. Cái này 180 đúng không? Đúng rồi. Rồi, rồi review đây. Review đây. Đây là chị ta chẳng dừng. Cái gì? Chẳng dừng là gì? Chẳng dừng là không dừng lại. Mình nói dừng á. Kho nhiều quá thì đi sao? Đồ nó mà đồ nướng. Tại vì đóng này hết 180 nha, 10.000 một xiên. 10.000 một xiên, cái này 15.000 một xiên. Giá bình dân mà đâu mắc đâu. Cái gì ta? Heo ăn đại đi, để em vuốt. À, mày vuốt xuống hết đi. Ăn đi review coi. Cho nó vuốt xuống hết để. Cái gì? Đây. Hơi cháy nha. Món dê nè, món dê nè. Ừ, lạ quá vậy. Nó ăn lạ thường quá. Ăn ngon cái gì đó. Nó làm sao sao á. Mà ơi. Hả? Lạ quá. Thật này giống như làm nem. Ừ. Làm nem. Sài Gòn ơi. Có ăn cơm quay không vậy? Mẹ em ơi. Rồi. Có ăn không? Tao ướp không? Mấy phần anh trai? Có lấu không anh trai? 4 phần đi. Ờ 4 phần á, rồi ok. Có lấu không gái? Em qua đây ngồi đi chín. Ở lâu qua đây ngồi nè em. Ủa bên này thoáng quá nha. Bên này thấy thoáng không bên kia à? Bên đâu anh? Bên nướng nè. Thôi em qua đây, ngồi đi cho nó thoáng à. Chờ em. Anh trai ngồi đâu? Ngồi đi nè. Rồi anh qua bển đi em bưng 4 phần. À, dạ dạ. 4 phần hôm trai ngồi. Rồi cho em qua chị làm đó. Rồi. Qua đi em bưng liền cho anh trai. Dạ. Có phải lấu mì, bánh mì, có phải lấu mì gói. Có bánh mì luôn, có mì gói luôn anh trai. Phải lấu anh trai, có chủng hồi luôn nè em. Ủa phải lấu mà sao có con gà ta? À, bố em mới bắn gà anh ơi. Ủa vậy hả, thiệt hả? Có đầy đủ luôn. Phải lấu gà à? Ờ, không, phải lấu bò. Nè, có gà nè. Con gà. Bí mày vô mời có bí. Rồi, mày kêu Trinh qua đây, kêu Trinh qua đây tắm. Kêu Trinh qua đây. Tại vì nó mời cho má nó mới chạy. Cái này làm cho em đúng không hay làm người khác? Cái này là chị làm cho phải người khác hả? Cái này chở xíu là chị. Rồi, không sao, không sao, không sao. Có Trinh nữa không? Đây, mì gói. Chính, rồi, ăn bánh mì. Mời Chính, làm cái menu nó sẽ phúc lộn với gà, với cá lấu. Càng ngày càng đông. Của anh trai là 108. Rồi. Kem ý gelato tự chọn. Hèn gì? Tự múc, tự lấy cái ly múc luôn. Từ để cho cô ba. Kim bơ có kìa. No. Còn người bán hàng phụ bán. Từ từ mà lại từ 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 từ
Ờ đúng rồi, review kem bơ nãy giờ quên vậy á. Ngon mà. Ngon, ngon lắm á. Ừ, cho 2 muỗng đó, đúng rồi. Tuyệt vời. Chừng dính miệng đó nè. Rồi, ốc. Ốc bu hồ địa kỷ. Quá trời ngon. Bây giờ đi ra lại khỏi đường phố ẩm thực. Hello, Hồ Thị Kỷ. À, chỗ này là chỗ giữ xe nè. Có con mà xếp hàng nó ghê. Sao xếp hàng dữ vậy? Không. Ngon lắm hả? Ngon nè. Vậy hả? Trong là cái phim có 100.000 đó. Còn nãy nhiêu? Nãy có 15.000. Trời rẻ vậy. Đây em mình không ai. Này đông đúng rồi. Bộ mua này trước khi vô xem phim hả? Không cho bạn vô đâu. Đâu có cho. Đâu cho bạn vô đâu. Với trẻ anh vô được. Nghe không? Bỏ vô bịch á hả? Cầm vô được à? Đẹp á. À. Bỏ. Chú nói gì? Bỏ bịch đen này. Ờ bỏ, bịch đen, bịch đen. Bỏ bịch đen thì mưa được. Đấy rồi, tao mua kiểu đó không à? À vậy hả? Ở đây tao mua kiểu đó không? Vậy không hả? À, bỏ bịch đen, bỏ bịch đen, bỏ bịch đen, bỏ bịch đen, bỏ bịch đen. Đúng rồi nè. Trời, cũng hay vậy. Mấy xe luôn. YouTuber đó chú, YouTuber bên Mỹ á, về review á. Mốt chị Kiều Mỹ qua đây ăn luôn. Lấy em một phô mai. Xe có tên tuổi gì không chú? Dạ có. Nhớ nhớ. Nhớ hả? Bắt em bơ nhớ. Nhớ nhớ. Ờ nó nổ ok kìa. Nổ quá. Đúng rồi, số 9 Thành Thái, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Ủa mình chưa có à? Phải pha chế với đội à? Trời đồ này hay người ta. Chủ. À, hai xe khác. Ờ, khác chủ.
các cô chú ghé giờ đây ăn thử popcorn Việt Nam thôi. Xong rồi. Đó, làm liên tục luôn kìa. Có nhiều vị lắm, bị phô mai, bị cà xanh, bị sô-cô-la. Vậy à? Bị truyền thống nữa.